Sáng ngày 29 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập cho đại diện 5 cơ quan báo chí. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp lại báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại báo Giáo dục thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại tạp chí Du lịch thuộc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Kinh tế Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại Thời báo Kinh tế Sài Gòn thuộc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên cơ sở tổ chức lại báo Doanh nhân Sài Gòn thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, theo đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó giữ ổn định một cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong đó, 6 cơ quan báo chí sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động và cơ quan chủ quản về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm hiện tại, có 5 cơ quan báo chí đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí, gồm báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và tạp chí Kinh tế Sài Gòn.